chớp ngâm tù. Chính ấy là bọn anh rất muốn là tranh luận cùng với những người bất đồng chính kiến. Bọn anh rất muốn mời và đã mời đấy, nhưng mà họ không dám, không phải không dám mà thực ra là họ sợ em ở các độ công tâm ý, thực ra họ có cái thái độ coi thường mọi người. Đó là nếu mà người biết đến, tôi nói thêm này, các bạn mà có một tư duy dân chủ thì các bạn không, nói thật như anh Trần Đình Quang nói, các bạn không bao giờ thu được quần chúng, tại vì quần chúng có những người thậm chí họ bảo thủ này, hoặc là có nhiều lý do để họ vẫn bảo vệ chế độ, bảo vệ thì anh các bạn không thuyết phục, là các bạn không chia sẻ ý kiến mà các bạn có sự khinh bỉ cũng như miệt thị, thì tại vì tôi có khẳng định luôn là các bạn rất coi thường những người dự luận viên, tôi khẳng định luôn. Còn tôi không dị ứng từ dự luận viên, tại vì tôi không muốn cái từ đấy, tại vì từ đấy là do ông Hồ Quang Lợi ông trong lần phát biểu hội nghị đấy, thì tôi không muốn là những người anh em đây là tự nhiên vì một cái tên. Còn nếu mà các bạn mà tự hiện cái tên đấy thì là quyền chính vì đấy mà ra cái cộng đồng bao phủ của em bị suy tạc thì hóa thì các bạn trẻ cun lên thì dự luận viên đấy thì bao phủ đấy, nhận luôn quay lại vấn đề là những người dân chủ kia đó là có sự thiếu tôn trọng những người bên dự luận viên, cái đấy là khẳng định. Cái đấy nhá, đừng nói như thế nhá, đằng sau của nó là một ý nghĩa cực lớn, tức là họ coi thường quần chúng. Bây giờ nhá, họ muốn dựa vào quần chúng để lật đổ cái chế độ này, mà cái đầu tiên là họ đã coi thường quần chúng rồi. Đúng, chính xác. Tức là thế này, tranh cãi cái kỳ bao á, tao không thèm, tranh bó với Quang Lùn á, mày là cái gì, đúng không? Đúng rồi. Tao tranh cãi với lại Nguyễn Minh Chiết hay Nông Đức Mạnh hay là Nguyễn Phú Trọng thôi, đại khái là như vậy đấy. Chứ còn chúng mày nhá, chúng mày tao hơi đâu tranh luận những cái này. Thế thì mình làm cách mạng là phải vì quần chúng, đúng không? Thế mà chưa gì đã coi thường quần chúng. Cho nên nhá, riêng cái điều ấy đã vạch trần bộ mặt dân chủ thật của các vị. Các vị chỉ tao chủ chứ dân chủ cái gì, coi thường quần chúng nhân dân mà lại bảo là dân chủ à? Đúng chưa? Họ luôn nói là giới trẻ chúng cháu là bị nhồi sọ. Nhồi sọ bởi vì là tiếp thu nhiều cái ý kiến khách quan trong và ngoài nước, tiếp thu được những cái tri thức của nhân loại, không phải hằn học hay là phải chống phá một cái cách điên rồ mà không nhìn sâu vấn đề, chỉ vì nhồi sọ vì vấn đề đấy. Không lập luận được thì người ta cứ chốt lại là nhồi sọ. Họ còn luôn nói với cháu là tao tranh luận với mày, mày cùng cộng sản nhồi sọ nhiều lắm rồi, não mày bị tẩy rồi. Mặc dù cháu chỉ có học trung học còn internet là của phương Tây, đúng không ạ? Điện thoại của phương Tây, cháu cũng đọc internet Trung Quốc, những bài báo điện thoại cháu cũng dùng cái internet, cháu cũng học cũng của phương Tây chứ, mà cháu cũng đọc những cái lập luận điệu của họ đấy chứ. Đúng rồi, đúng không? Cháu cũng của phương Tây, đúng không ạ? Mà bây giờ nhá, chú nói thật nhá, bây giờ cháu đọc những cái luận điệu tuyên truyền xuyên tạc họ còn nhiều hơn là đọc những cái tuyên truyền của đảng nhà nước hay là đoàn thanh niên, đúng chưa? Cháu đọc cái bên kia nhiều hơn đấy chứ. Thế nhưng mà bên kia nó có nhồi sọ cháu đâu, đúng không? Chính vì đọc được nhiều cái như thế thì cháu mới biết được cái bản chất của những nhà tự xưng dân chủ, nó xấu hổ cho những người yêu nước thực sự. Đấy Đức ạ, Việt Vision bọn anh ấy là sẵn sàng mở những cuộc đối thoại để cho cái phía bên bất đồng ý kiến họ phát biểu những cái luận điểm, những cái quan điểm của họ, nhưng phải 2 triệu. Tức họ phát biểu xong thì phải đến lượt bọn anh phát biểu. Cái đấy là đúng không? Đấy. Còn nếu mà không, bây giờ không có một kênh nào, nhưng mà hiện giờ chưa kênh nào mà anh có thể nhận là thấy là cũng là rất đáng tiếc. Nếu mà thực sự chúng ta đấu tranh cho một cái tự do ngôn luận mà chúng ta bỏ qua một cái ý kiến của anh Nhân cũng là một điều là chưa trọn vẹn, mà anh cũng là quần chúng. Thứ hai là cái thái độ anh là dân thường. Em xin các lời anh là cái thái độ của mọi người là tức là các bạn có sự coi thường và miệt thị những người dự luận viên, dù sao thì cũng có là chỉ là bắt đầu trình chiến thôi, không nên đá sang lĩnh vực rồi nó quá đáng, tự các bạn phải xem lại. Còn tôi không thích dự luận viên vì lý do là cái từ đấy là nó là của một, nó là xuyên tạc, không phải xuyên tạc, càng ghét có ông Hồ Quang Lợi không? Ông Hồ Quang Lợi thì nó xuyên tạc vào cái bo, nó có thể là xuyên tạc, có thể là ông Hồ Quang Lợi có thể ông ấy đang chào ông ấy
lập ra những dư luận viên thật, nhưng mà đem cái danh hiệu ấy gắn vào Kibo, gắn vào anh, gắn vào các bạn trẻ khắp nước, thì cái đấy là xuyên tạc. Đấy, anh muốn nói thế là từ thành ra lại là xuyên tạc. Ừ, xuyên tạc đấy. Bọn anh nói chính kiến của mình thì họ xuyên tạc bọn anh là quân của ông Hoàng Quang Lợi. Ông Hoàng Quang Lợi ông chỉ là trưởng ban tuyên giáo của một thành ủy, một địa phương. Làm sao ông trả lương ông lại lãnh đạo dư luận viên được cao hơn lại vu khống đấy, vu khống xúc phạm nhân phẩm, tại vì anh không nhận lương của thành ủy của đảng trả gạt, tức là tức làm như anh vậy là mình không phải như thế, nên là sự vu khống và xúc phạm này các anh chưa kiện ngược lại là may. Cụ thể thì Việt Dân đã mời các nhà dân chủ nào để đối thoại anh? À, anh nhớ là gần đây nhất là Nguyễn Tiến Nam đúng không, rồi đã mời Phạm Văn Hải này, rồi ngay cả anh muốn mời anh Trương Văn Dũng ấy đấy cũng đến là để cho anh phát biểu ý kiến. Không mời thì anh thì mời là mình mời nghiêm túc, không phải là anh tiện thể là anh mời theo kiểu đấy thì à, không. Là không đúng chính thức. À, không. Lúc là anh bảo hôm nay hẹn là việc với dân thanh nghĩa, chứ anh bảo mời cho uống bia thì nhân tiện thì, thì nó lại mời không mời chính thức. Hoàng thì Nhật Lệ đã gọi điện mời Phương Bích nhỉ. Đấy nhưng mà bọn anh mới như vậy, mình mới có mời có ba người thì mới có một người là thành hiện thực, đấy là Nguyễn Tiến Nam. Mặc cái video rồi em cũng công nhận là không có sự ca xé. Không ca xé, mặc dù nhá, anh xem cái video ấy, ba bạn trẻ trả lời ấy, là anh có gai hết của người, không thỏa mãn. Đấy, anh đứng đấy nhá, thì Nguyễn Tiến Nam ấy là sẽ không bẻ ra. Nói chung là những người bên trực tiếp là anh sẵn sàng là có tinh thần trao đổi, tinh thần là thiện trí. Nếu mà ở ngoài bãi biểu tình nhé, anh điên tiết Trương Văn Dũng lắm. Anh nói thật đấy, nếu mà mình mà vô học ấy, mình sẽ cầm gạch mình đập vào mặt ông ấy. Đấy nếu mình vô học. Và ngược lại là không đấy, thể... Đúng rồi. Và ngược lại là... Thế nhưng mà ra khỏi bãi biểu tình ấy, đi trên đường đi về nhà, nghĩ cái ông này ấy, nhìn cái hình ảnh ông bé, ông ấy, già luôn. Cũng như anh thì đó. Cũng như anh, đấy. Thì mình lại thấy thương cảm nhá. Ở trên bãi của tình có thể sẵn sàng cầm gạch uống đập vào mặt ông, đấy là nói thế thôi chứ mình cũng đập tận. Nhưng mà đi trên đường gặp thì có thể lại mời vào ngồi uống bia đấy, chả sao cả, ngồi uống trà đá. Thì hôm nào anh mời anh Dũng hoặc là những người mà trong những người mà anh công kích về mặt tư tưởng trên Facebook mà anh mời được bia cũng là một cái quan trọng ý kiến họ, đấy. Có dám tới không, bởi vì hôm mà bia Trúc Quang đã dám đảm bảo về an ninh cho Trương Văn Dũng, nhưng mà Trương Văn Dũng viện cớ là đang ở sân bay. Mà này, các nhà cao chủ bên kia rất sợ. Cũng mời anh đi cà phê. Anh đã đi hai lần đấy. Anh nhận lời. Nhưng mà một lần thì thành công, một lần thì họ trốn. Chính họ mời xong rồi họ lại trốn. Đấy. Thế là thiếu tôn trọng. Cà phê nhéo cây. Không phải, thế này anh nghĩ thế này. Còn mời nó nghiêm túc hay là chỉ gọi là mời như kiểu là... Inbox. Tìm mất nhá. Chú để nói hay biết vô danh. Không. Nhưng mà là biết danh ai mà. Thôi đó. Cái chuyện đấy là mình nên giữ. Nhưng mà ý nó là thôi, họ sẽ nghe video này. Họ sẽ nghe video này. Anh mà nói thì họ sẽ, anh mà nói sai họ sẽ nhổ vào mặt anh, đúng không? Đấy, cho nên là đã trước ông Kính thì mình không dám nói dối, đúng không? Thôi, chuyện đấy là điều tiết thôi. Nhưng mà thế này anh chưa xin ý kiến họ thì anh không muốn nói tên họ, nhưng anh nói thì họ sẽ nghe đấy, họ sẽ xác nhận với bạn bè của họ là đúng ông này nói trên Việt Nam đúng đấy, tao đã mời và ông ấy đã đi và tao đã chạy, nhưng mà tao đấy tao đã chạy đấy. Tại vì quan điểm của tôi là cũng trên tinh thần là cái nhất quán là tinh thần dân tộc mà giữa Mỹ, chính quyền Mỹ với cả Việt Nam còn có thể bang giao cũng như là gặp nhau, có thể họ kình địch hoặc là Mỹ đang âm mưu lật đổ Đảng Cộng sản ví dụ thế, nhưng mà vẫn bắt tay được thì ủng hộ những người Việt Nam, nhất là ở Hà Nội mà không gặp nhau để chia sẻ quan điểm hoặc là mở rộng, có thể là trong các vấn đề lĩnh vực khác có thể bất đồng trong vấn đề này thôi, nhưng mà có những vấn đề khác thì ta không bất đồng. Kissinger thì bình thường họ vẫn chia tay hay bắt tay nhau cơ mà, đúng không? Đơn giản những vụ HD981 mới đây thôi. Thì bộ trưởng Bộ Ngoại giao mình đã bắt tay với cả cái ông vừa giữ chức trì ở Trung Quốc hay sao không ạ? Kỳ bo nên nhớ này, Việt Nam và Trung Quốc hiện nay không phải là kẻ thù. Từ năm 1990 đến nay, nhá,
Đấy, còn ấy, những cái mà ấy, mâu thuẫn về biển đảo ấy, thì nó là cái thời trước rồi, đó là hậu quả. Cháu đang nói về cái căng thẳng, đang nói về cái căng thẳng, nếu họ có bắt tay nhau được, công chi trong nước, đây là chỉ bất đồng chính kiến với nhau, căng thẳng về chính kiến chính trị thôi. Còn ra ngoài bắt tay bình thường, cháu có thể chửi chửi thằng nọ thằng kia ở bay vô đỉnh, nhưng ra ngoài cháu có thể sẵn sàng mời uống nước. Góc độ mà truyền thông ấy, thì em thấy kênh Vision hiện nay là một kênh gọi là nhiều người chú ý. Còn phía tạm gọi là những người mà dân chủ thì không có một kênh nào. Còn phụ thuộc vào có lên thì công nhân đấy, công nhân nói tiếp. Còn phụ thuộc vào LS3, BBC hay VOA thì quan điểm em là anh hiểu, mọi người hiểu đấy, quan điểm em tính dân tộc thì em cũng rất muốn một kênh nào của người Việt Nam. Trước đây thì cái mạng lưới em rất kỳ vọng vào cái mạng lưới blogger nhưng mà họ không thành công, tại vì em vẫn phải khẳng định lại bây giờ thì không biết sao, nhưng mà lúc mà em ra thì họ độc tài cái làm cộng sản. Cho nên chính vì đấy là em, tại vì mình đi một chiều, thế là mình đưa tin mà không có sự hồi âm lại. Một chiều, còn đảng cộng sản ít nhất là họ là tôi nhận, mà nhận thì thường họ đọc, còn không trả lời mình nhưng mà thường thường là họ có đọc, hoặc là có một cách nào đấy họ biết là họ gián tiếp họ đọc. Cho nên hiện giờ là ở Việt Nam chưa có một kênh nào là một kênh đối thoại về chính trị. Còn có một kênh kênh như kiểu Việt Weekly thì nó là kênh lâu rồi. Em muốn có một người của người Việt, một kênh hội luận chính trị của người Việt. Chứ không phụ thuộc đấy. Vào BBC, BBC nói gì thì nói, những cái người đấy họ vẫn phải phụ thuộc vào cái nước sở tại. Cái quan điểm chính thống của chính quyền của nước Mỹ, nước Anh, nước Pháp. Tại vì mình dù sao họ cũng ăn lương, chưa nói là họ quốc tịch của nước đấy nữa, thì đương nhiên họ phải theo cái quyền lợi của cái nước sở tại. Mặc dù họ là tiếng Việt nhưng mà họ căn cước họ là của cái nước đấy. Quan điểm của Vision sẽ đăng toàn bộ, không cần xem tiếng nào, kể cả cái comment, trừ comment xúc phạm hai anh tu là Hồ Chí Minh đi sâu vào đời tư mà nó ảnh hưởng đến đời sống cá nhân thì mình còn sẽ để nguyên không cắt xén, và cũng như comment không bao giờ xóa. Đấy mới là một điều kiện thôi. Cái điều kiện thứ hai nữa rất quan trọng, nhưng mà phải có ý kiến hai chiều. Chúng mày đây chỉ có nói trao đổi, chứ không phải hội luận trao đổi thì phải có hai chiều chứ. Và mình phải tự chịu trách nhiệm đến cái lời nói. Ví dụ nếu mà mình vu khống hoặc là mình đưa thông tin gì mà thứ nhất là tiết lộ bí mật quốc gia thì anh phải chịu nhận. Ví dụ anh lên anh ví dụ thì anh chịu nhận. Thứ hai là nó vu khống hoặc là nó ảnh hưởng đến lớn thì mình phải, tức là mình phải đã có tự do ngôn luận, anh nói thì nói, nhưng mà anh phải tự chịu trách nhiệm đến cái trước pháp luật cái lời nói của mình. Thưa quý vị, thưa các bạn, anh Nguyễn Chí Đức vừa hỏi chúng tôi rằng Việt Vision có thể tổ chức những cái cuộc hội luận giữa hai bên bất đồng chính kiến với nhau không? Đấy, để thể hiện cái tự do chính kiến và tự do ngôn luận không? Thì chúng tôi xin trả lời là Việt Vision chúng tôi sẵn sàng tổ chức những cuộc hội luận văn minh, trung thực như vậy. Đấy. Và phía nào cũng được nói đầy đủ những cái luận điểm, những cái quan điểm của mình. Đấy. Việt Vision chúng tôi sẽ không cắt xén. Tuy nhiên, bao giờ nó cũng phải đảm bảo ấy, là cân bằng. Phía bên này nói thì phải có phía bên kia nói lại, tức là phải đảm bảo là hội luận hai chiều. Đấy. Và chúng tôi vì cái mục đích đó, chúng tôi lấy danh dự đảm bảo là bảo đảm an toàn, an ninh cho hai phía hội luận. Bởi vì cái phía mà hay gọi là dân chủ ấy rất sợ là những cái cuộc hội luận này, họ sợ là bị úp nâng, đúng không? Đấy, nhưng mà đừng sợ như vậy, chúng tôi đã hứa danh dự. Đấy. Chú Quang này, cháu vừa mới lấy ra ý nghĩ, họ sẽ có khả năng họ sẽ không dám tới đây, bởi vì nếu họ dám tới đây ấy, thì họ sẽ mất quyền lợi về tài chính. Tài chính gì? Cũng giống như một ông gì ở Mỹ sang về Việt Nam ấy, và quán phá hôn ta bị tẩy chay nhỉ? Sao quên mất tên rồi nhỉ? Nghi Kiến Trúc. Đấy, đúng rồi, ông Nghi Kiến Trúc. Khi đã về Việt Nam, mà khi quay về Mỹ, cũng như quán phá hôn ta bị tẩy chay, bị cộng đồng chống cộng đoan tẩy chay,
thành ra phải đóng cửa. Đó là quan gen. Chính vì đấy là cháu rất là sợ không dám tới đây. Không, cháu ấy. Bởi vì người ta bảo sợ là hợp tác với cái Vision này, cứ nói là nôm na là cũng sáng vậy ạ. Đây không hợp tác, đây không hợp tác. Đây không phải hợp tác. Ở đây họ đến bởi vì ông kia cũng chỉ về Việt Nam thôi. Cháu sợ là không, họ không dám tới đây. Không, họ lại tới để họ ấy là phát biểu những cái luận điệu, luận điệu của họ. Thì đúng, thì tranh luận thì phải, mình phải chấp nhận ý kiến họ. Họ tuyên truyền những cái luận điệu của họ, họ muốn quá. Theo cháu họ chỉ sợ là cái gì? Họ chỉ sợ là nhỡ mình úp nơm họ, tức là mình bẫy họ. Thêm một ngày biến lặng mà lòng người rất động, trong lòng người